Xin giới thiệu với các bạn là đang xem kênh video của xe điện motor điện, em là Nam ở Thái Bình. Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu động cơ 48V 1000W có giảm tốc. Cái dòng này thì sử dụng trục cá đăng hoặc nhôm xích đều được các bạn nhé. Trục của nó là trục 22mm. Đầu ra của nó là 580 vòng trên phút. Thương hiệu là của Uni Motor này. Vỏ nhôm nhé. Cái động cơ của Unimotor này ấy, thì nó làm vỏ bằng nhôm cho nên là nó nhẹ cân hơn cái thằng vỏ gang. Tuy nhiên thì cái vỏ gang ấy, thì cái chất lượng nó kém hơn và cái cuộn dây của nó nhỏ hơn cho nên là giá thành nó rẻ hơn. Thường thường thì bên em có bán một cái loại 3000 của vỏ gang thì khách vẫn cứ thích 3000 thôi, chứ thực tế là cái giá em nhập nó còn rẻ hơn cả con 2200 của thằng vỏ nhôm này. Tuy nhiên thì ai thích công suất nào thì em bán công suất đấy thôi, bán theo nhu cầu của khách hàng thôi. Và cái dòng Unimotor này nó chỉ làm đến 2200 thôi, cho nên là bắt buộc em phải nhập cái dòng 3000 của thằng vỏ gang thôi, chứ nếu mà nó có 3000 vỏ gang thì em cũng nhập luôn của nó thôi. Bởi vì dòng Unimotor này em bán con dòng này phải đến 10 năm nay rồi, chất lượng rất là tốt, khỏe và nhiều người tin dùng. Còn một loại nữa các bạn có thể thấy ở trên thị trường ấy, sử dụng vỏ ngang, vỏ gang, nhìn nó rất hầm hố, đế dày. Tuy nhiên thì nó lại giá thành nó lại rẻ hơn cái dòng này. Đấy, thì tùy khách hàng thôi. Các bác bao giờ dùng hai con cùng công suất thì các bác mới đánh giá được về độ khỏe của nó như thế nào. Đấy, chứ còn em nói trên này thì nhiều người có thể đánh giá đấy là hình thức quảng cáo của khách hàng. Bán theo cái loại nào thì nói lại đấy. Tuy nhiên nha, em vẫn có bán loại vỏ gang, nhưng mà con 3000 ấy, có 3000 bên em bán nó, thậm chí nó chỉ ngang tiền với này con 2200 của hãng Unimotor này thôi. Nó có thương hiệu đàng hoàng nhé. Còn những cái dòng vỏ gang ấy, các bạn muốn mua thì thường thường ấy, cứ mỗi nhà bán một hãng, bởi vì bản chất của nó không phải là dòng hãng, nó chỉ là dòng sản xuất dạng phổ thông hàng địa phương ở bên Trung Quốc thôi, nên là nó rẻ hơn. Đấy, còn dòng này nó là dòng vỏ nhôm rất là đắt, chất lượng. Đây, nó có thương hiệu đây, cái biểu tượng hình quả núi chữ R đây. Đấy, đây, đây. Đây là dòng điều khiển này của nó này. Đấy, thì có các loại 1000W, 1500W và 2000W. Thì 48V thì nó sẽ có 1000 và 1500. 60V thì nó sẽ có 1000, 1500 và 2002. Còn 72V thì thường thường em chỉ bán là dòng 2200W thôi. Bởi vì cái dòng nhiều bình thì thường là công suất cao người ta dùng nhiều bình, nhưng còn công suất thấp người ta dùng ít bình. Thì các bác mua thì cứ tùy theo thôi. Đấy. Mọi chi tiết có thể liên hệ với bên em qua Zalo 0966818955 nhé. Một số cái kích thước của động cơ như sau. Về kích thước tổng chiều dài của động cơ nó là 34 cm. Kích thước thân động cơ tính cả lồng quạt là 27 cm. Kích thước nguyên cái ruột của động cơ đo từ thước là 14 cm. Còn cái phần đen này là phần bánh răng hành tinh các bác nhé. Bánh răng hành tinh, ở trong này nó có bộ bánh răng rồi. Cái trục này dài là 5 cm, đường kính là phi 22 và nó có con cá ở đấy. Kích thước chân đế là 14 này, kích thước tim ốc chân đế là 10 này. Đấy, động cơ thì có cánh quạt các bác nhé. Kích thước tim ốc ngang này là 15 này. Đấy, 14,7 là kích thước thân tim ốc đấy. Thì các thông số chính nó là như vậy. Chiều cao của cái động cơ này là nó 16 cm các bác nhé. Chiều cao 16 cm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Test thử động cơ giảm tốc này. 1000W 48V ở bên em thì có các loại nhé, 48, 1000, 1500, 2000, 23, 2002, 1500, 60V, 72V, 3000W nữa.
Đủ các loại luôn. Hãng này là của Audi Motor nhé. Chạy êm. Riêng cái dòng động cơ không thổi than này thì rất là êm.